Mến chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà. Thì bữa nay mình với ba không có đi bắt ếch kêu trên đồng khô nữa cả nhà. Bữa nay mình với ba sẽ ở nhà đón anh em ở Vĩnh Long với Trà Vinh với ở các chỗ lại đồng nhà mình có nước hết cả nhà. Thì bữa nay mưa đồng nhà mấy đường với đồng chùa Phật Học với đồng phường 8 nha cả nhà. Thì có nước mình rủ anh em xuống bắt giao lưu với mình ăn đêm, giờ mình sẽ đi vô trong quay mấy anh em cho cả nhà xem. Chào cả nhà. Anh em đam mê trong nghề không nè cả nhà ơi. Đạt đại diện nói đi. Xuống giao lưu với anh em nè, Sóc Trăng, Tiền Giang, dốc hết trơn xuống Đại Ngãi nè. Giờ là hiện tại là anh em xuống đây để coi 1 2 3 4 5 cũng gần cả chục người cả nhà. Thì anh em còn ở Tiền Giang còn xuống thêm một xe 16 chỗ nữa nha cả nhà. Với bốn anh ở Bến Tre đang qua, rồi còn ở Kiên Giang đang xuống thêm 4 anh nữa. À, giờ là một hồi là mình quay mấy anh em này cho cả nhà xem, rồi chút mình chạy ra ngoài lộ lớn mình đón mấy anh ở Tiền Giang xuống ngoài đường lộ lớn nha cả nhà. Đam mê trong nghề không đó, đồ nghề thấy ghê không? Bởi vì anh đi với anh em người ta trong cái đoạn đi rồi, bây giờ cứ chạy vô chỗ nhà mấy đường đi qua bên phố 8 đó, rồi muốn bắt chỗ nào đó bắt nước trắng rộng hết đó, cái đồng lớn. Đây. Đường lộ Đan hẻm 689, chút xíu anh dắt vô đó nguyên một đoạn đó. Rồi vô đó tôi buông ra, nó kêu cái điều này là chỗ lò mổ, tại vì cái quẻ tường nghe nói hững hững rồi kìa. Hôm qua nó vụ quẻ tường mới nhớ, đêm hôm qua tôi vô cái chỗ đường bắn tiểu cần á, phải không? Cái bức tường đó vậy nè, nó tới vậy nó có cái eo nha. Đó, tôi đặt cái lò cách khoảng chừng 100, khoảng chừng 70 mét đến 100 mét. Nó vọng rồi. Nó vọng vô tường á, vọng thì vô tường á. Tới thêm được hai người nè cả nhà. Quẹo vô đây luôn nè, chú ơi. Rồi chào hai chú mình luôn nha. Cái này cũng cái này bên Trà Vinh qua cả nhà. Ủa vậy là mình đủ chưa he? He. Anh đi đủ rồi, anh đi người của anh đủ chưa? Đủ rồi đó phải không? Vậy là giờ mình chuẩn bị lên đồng đi ba, rồi con ở lại con đón mấy anh trên kia xuống. Rồi. Rồi để con đi ra ngoài cái mà. Từ từ lại chứ. Đây là anh em ở bên Bến Tre qua nha cả nhà. Thì có tặng cho ba mình trái sầu riêng. Không biết có gì không, thấy mua trái sầu riêng thấy lỗ rồi đó. Cảm ơn luôn Hiên ơi. Bây giờ ba mình dắt mấy anh lên đồng nha cả nhà. Thì mình ở lại mình đón mấy anh ở Tiền Giang xuống. Thôi xuất phát. Chào cả nhà, chào mấy nhà. Hôm nay em xuất phát. Mình ra ngoài vòng xoay Đại Ngãi nè cả nhà. Mình đón mấy ảnh anh ở Bến Tre mọi người ơi. Bến Tre, còn ở đây là Trà Vinh. Còn hai anh kia là Vĩnh Long phải không? Hai ông ở Vĩnh Long phải không? Vĩnh Long. Nói chung ra là nhiều quá cả nhà, thì mình không có biết rõ là anh em ở đâu, thì cứ tới chỗ là với là hỏi rồi mới hỏi cho cả nhà biết đó. Chứ cũng anh em cũng đi đông lắm, là nãy vô đồng hết mười mấy rồi, giờ là thêm 6 nữa nha cả nhà. Thì mình cũng vẫn còn đón xe của 16 chỗ của anh em trên Tiền Giang xuống nữa, với ở Kiên Giang. Bây giờ là mình dắt mấy anh này vô trong đồng trước, rồi chút xíu mình chạy ra ngoài lộ lớn mình đón mấy anh em ở trên Tiền Giang xuống nữa nha cả nhà. Bây giờ anh em mình đi. Đây thêm được hai xe nữa qua tới nữa nè cả nhà. Thì mình đang đón ở dốc cầu Điện Ngãi, bố anh em nè ở Vĩnh Long nha cả nhà. Xuất phát hồi mấy giờ? 3 giờ. Dân anh em đam mê trong nghề bắt ếch không nha cả nhà. Đây. Bây giờ mình sẽ dắt anh em lên trên đồng nha cả nhà ơi.
Bây giờ mình đưa mấy anh em lên tới đồng nè cả nhà. Bây giờ cho mấy anh em vô gửi xe. Hồi nãy ba mình dắt đi trước là mười mấy người nha cả nhà. Bây giờ cho mấy anh em chạy vô cổng lên gửi xe. Đồng thì nước có ngập hết trơn rồi nha cả nhà. Bây giờ mình dắt anh em lên trên đồng gửi xe thì mình không có đi theo được nha cả nhà. Tại anh em quá trời đông rồi. Giờ mình rước anh em ra đủ hết rồi. Họ mình lên mình bắt với ba mình chút. Gom đậu gọn gọn lên luôn á. Rồi Hiếu có đi không? Hiếu đi luôn không? Đi luôn á hả? Vậy ấy nón rồi bà bỏ đẳng đi, bỏ đại. Đó, anh em ra chạy xe ra đây gửi nha cả nhà. Thì một hồi mình còn quay ngược cho vô mình rước thêm 2-3 xe nữa với chiếc xe 16 chỗ xuống tới nữa cả nhà. Đó. Không, cái này nói chung anh em có phá bóp lại hết đi. Có phá bóp lại hết đi để có gì tội nghiệp anh chủ nhà. Thì mình bóp lại hết đi cho nó an toàn. Dạ dạ dạ, để kêu mấy ảnh bóp lại hết. Bữa nay làm phiền bữa nha ông chủ nhà ơi. Cho mấy dạ. Cho mấy anh em gửi đã đêm. Mấy ngày cũng không móc, mình sợ dạng như mình ngủ rồi đó. Rồi rồi. Anh em nhầm chứ không phải xe mình đi lấy xe của người ta đó. Rồi. Rồi. Giờ là cảm ơn ông chủ nhà trước cái nha. Này là ông chủ nhà nha cả nhà. Thì ảnh cho gửi mấy anh em gửi cả đống xe ở đây luôn. Đó giờ này ếch chơi kêu hay là đặt lo vậy? Đặt lo. Vậy là giờ này người ta có đặt lo ở ngoài cả nhà. Rồi giờ là bóp phá xe là hết chưa? Ủa Thanh, mà cái đeo có mưa không Thanh? Có thủ rồi đầy đủ chưa? Đi nhớ đường vô. Rồi giờ mình dừng video cả nhà. Mình sẽ đi rước thêm 2-3 ông anh nữa với chiếc xe 16 chỗ đang xuống nữa. Mấy anh em ở Tiền Giang xuống tới nha cả nhà. Hello cả nhà. Rồi mấy ông xuống xe đi, đặng mình ra đồng. Ở đó thì Hậu Giang hai anh đó nha cả nhà. Mấy anh em có ăn uống gì thì mua đi, đặng hồi mình ra đồng là không có cái gì đó nha. Trời ơi, đi xôi ếch mà đẹp trai không ông nội ơi. Rồi vậy là cái chiếc xe thì giao cho bác Tài là được rồi phải không? Rồi vậy là ok rồi. Tưởng xe con thì mình gửi, còn vậy thì ngon lành rồi. Trời ơi cả nhà ơi, đi xôi ếch nè, nhìn đẹp trai giả man không? Cảm ơn anh em nhiều lắm đó nha. Đây anh em đi từ sớm giờ mới xuống tới nè cả nhà. Mình còn rước anh em ở Tiền Giang cái nữa nha cả nhà. Chuẩn bị vũ khí rồi, sẵn sàng chưa? Rồi anh, sẵn sàng rồi đó. Giờ là mình ra mình lội, mà mình lội một bữa trải nghiệm đồng lớn bữa ha. Dạ. Thêm 7 người nữa nha cả nhà, 7 người nữa. Anh này thì làm YouTube bên đám cưới. Rồi giờ mấy anh em mình ra đồng nha cả nhà ơi. Này mấy anh em ở chợ gạo Tiền Giang xuống tới nha cả nhà. Anh xuống cũng 7 giờ mấy rồi. Hôm nay cái đồng đèn quá trời đèn luôn. Bị cái hai phà nha. Cái hai phà. Mình quay dài lại đây cho nhà xem. Một cơm theo ăn. Súng nhiêu người ha? 14 người. 14 người.
cơm đưa cái mặt đĩa lên chào các ơi. Ăn cơm luôn hả? Rồi, chào anh em đi. Chào cả nhà các đi. Thì mấy anh em xuống 14 người nha cả nhà. Thì xuống tới rồi ngồi ăn cơm hết rồi. Đặt lo đặt gì đó, kêu quá trời. Lên truyền hình đó, đừng có bớt chữ thề nha. Bớt chữ thề nha anh em ơi. Đây mấy anh xuống bằng xe du lịch 16 chỗ nha cả nhà. Mà tài xế sợ ma không dám ngủ đây, phải bình ra chợ nữa chứ. Chúng anh nhắc tài xế chỗ nào anh cho đi đâu nằm đi. Sợ ma hả tài xế? Tài xế mà sợ ma với động chứ. Cái cánh bên giặt này thì là cỏ hả? Bên kia thì đồng cỏ, đồng khóm tám, đồng cỏ, nhưng mà đồng bên đó ít cũng dữ lắm. Hồi nãy chạy xe bên đó cán lụp bụp nó nhảy ngang lộ á. Sao hai quyết định đi vòng sông cổng rồi tả ra? Ai biết. Bây giờ đỏ ra giờ đi đây nữa, trở ra ngoài khu ngoài nữa đi. Ở đây là... Bây giờ ở đây nữa đi, qua khóm tám nữa đi. Qua khóm tám bắt đồng cỏ nữa đi. Đồng cỏ sao cỏ quá anh em bắt không được. Đồng cỏ thấy vậy chứ kiếm cũng dễ ẹt à. Nó kêu à. Cỏ lùng lùng vậy nè, mình nó kêu nó gom đó, mình lại mình gọi mình bắt chứ có gì đâu, cũng dễ mà. Cao khó rồi, tại đây là mình đi bắt mắt hết. Phái gọn mắt đó phải không? Cỏ cái này không? Không, ít hơn. Rồi vậy là ở đây nữa chở ra ngoài kia nữa ha. Đi bộ á. Rồi. Mới gặp đèn con này cả nhà, gọi nó mới mệt xuống, mưa rồi. Mình đang trên đường ra kiếm ba, đưa mấy anh em vô gọi hết rồi, giờ mình đang lội ra nha cả nhà, mới thấy nó gọi, mới gọi thấy nó té xuống đây. Mưa quá trời mà nãy giờ, nhưng nó ba chưa bắt được đâu, đèn cặp này cả nhà. Nó trời đã cả nhà ơi, đang mưa luôn. Hết cảm ơn hết à. Lượm hai con này cả nhà. Đó. Đã à. Đang trên đường ra kiếm ba mình nha cả nhà. Cặp ba này cả nhà ơi. Mắt được cặp này, con đang trên đường ra ba con gặp nè. Được cặp này nha cả nhà. Mình gặp ba mình nè, ba được mấy con rồi? Nó lên bên đó được cặp. Trời ơi giờ này 1 giờ mấy rồi. 1 giờ mấy nha cả nhà. Nè ba chào cả nhà cái ba. Đừng có gọi cái điện ngay cái điện thoại. Chào cả nhà. Mưa nghe cả nhà, hay mình tắt máy. Cả nhà ơi, ướt hết trơn rồi. Mình tắt máy hồi chừng nào có nữa mình quay tiếp cho cả nhà xem, mưa quá rồi. Gặp cặp rồi nè. Cặp hay rồi ba. Gặp cặp rồi nha cả nhà ơi. Nó lên tới bà rộng ha. Ốc cái bự quá trời ba. Ừ. Ôi trời ơi. Cái này cả nhà. Cái hết biết nè cái. Được em đi đang bắt à để chạy à. Không chạy đâu. Đi đâu? Tôi được kêu mà. Tôi đi ra ngoài này. Cái đó là của chú gì? Của Út á. Của chú Út hả? Ôi quá trời ơi. Không hay quá. Của chú Út bắt nhiều nha. Đó, chú Út bắt nhiều. Khác cũng 4-5 kg nha. Khác 5 kg 6 kg. Không có 5-6 kg vậy. Này nữa nè cả nhà. Cái đó là của bác Út. Đi chung luôn. Cái này là do còn của mình nha. Hai cha con mình bữa nay có 7 con cả nhà. Chỉ ba mình bắt được bao nhái. Đủ nhái thì giờ nãy phải qua bắt nhái gì ngon ta. Đèn hả trời. Quay cho nó nhạc cho nè. Được chưa? Rồi này là của chú gì? Chú gì? Chú Sáu Ếch ở Trà Vinh. Chú Sáu Ếch ở Trà Vinh nha cả nhà. Có khi nào mình gặp lại anh Sáu à? Chạy anh Sáu ơi.
có khi nào nào mình gặp lại ha. Có số xin nha. Trời ơi còn đồng nhiều lắm. Ở bên này mới có bắt lai rai ở chỗ này chứ còn đồng nhóc. Nhiều quá nè chứ. Đây là mấy anh em ở Vĩnh Long nha cả nhà. Thì cũng còn lại được mấy người cả nhà. Thì xuống cũng mấy chục người mà mấy ảnh nửa đêm mà bắt không được rồi về hết trơn cả nhà ơi. Cái này bỏ vô bao hết rồi. Này gom gom lại mình được cả mấy ký? Cỡ 60 ký à. 60 ký à. Gom gom lại đây review cho mấy anh em đi về về trước coi Hi ơi. Cái này là mấy anh em mình ở đâu? Vĩnh Long phải không? Vĩnh Long nha cả nhà. Về rồi mấy ông biết đường về chưa? Dạ biết. À mấy ổng bắt gom gom lại thì người cũng 2-3 ký hết trơn nha cả nhà. Giờ là nói chung ra là xuống tới 30 mấy người lận nha cả nhà. Thì mấy ảnh về hết trơn rồi. Rồi bỏ lại còn có mấy người cả nhà thì sáng còn nhiêu mình review cho cả nhà xem nhiêu. Rồi mấy ông anh này thì nói chung cũng trời mưa mấy ảnh cũng đường xa tranh thủ về thì không có ghé nhà mình nha cả nhà. Thì mấy ảnh hẹn lại lần sau sẽ ghé thì mong cả nhà thông cảm. Thì mình cũng mong mấy anh em mình rủ xuống đó cũng thông cảm cho mình là do trên đồng không có ếch thì mình cũng không biết mấy anh em ơi. Mình thấy có nước thì mình báo cho mấy anh em hay. Bây giờ xuống bắt không được thì cũng thông cảm cho mình. Đừng dặn mình nha, nhớ là lần sau mình cho hay cái đồng có ếch nhiều hơn. Rồi giờ ông ấy mình kết thúc video ở đây rồi bye. Chào cả nhà. Giờ mưa rồi cả nhà ơi, thì mấy anh em mình chắc xin kết thúc video tại đây. Giờ mấy ông chào cả nhà cái mấy ông ơi. Rồi, mình chào cả nhà luôn nha, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo.